Và số 8, những mẫu câu thể hiện hành động tuân theo, dựa theo một tiêu chuẩn nào đó. Mẫu ngữ pháp đầu tiên, nani nani o motoniste, nani nani o motoniste, hoặc chúng ta có thể bỏ shite đi. Mẫu ngữ pháp này được dùng với ý nghĩa dựa trên một dữ kiện, một nền tảng, một ý tưởng hay một nội dung câu chuyện nào đó để mình sáng tạo ra một cái mới. Về cách dùng cụ thể, không dùng với những nguyên liệu mang tính vật chất thực tế. Ví dụ không phải là tôi xây ngôi nhà này bằng gỗ, tôi làm cái bàn này bằng tre, thì không phải dùng với những kiểu nguyên liệu như vậy. Mà nó thường là những câu có động từ thể hiện ý nghĩa, làm ra, sáng tạo, phát minh ra một cái gì đó mới. Về cách kết hợp, danh từ cộng với ố motoniste hoặc danh từ cộng với ố motonista cộng với một danh từ, thì trong trường hợp này ố motonista sẽ là mệnh đề bổ ngữ cho cái danh từ đằng sau. Danh từ đằng sau được làm dựa trên cái gì đó. Chúng ta đến với ví dụ cụ thể. Kanji o motoniste hiragana to katakana ga dekita. Hiragana và katakana được tạo nên từ kanji. Trong ví dụ này, kanji chính là cái nguồn gốc, là ý tưởng để người Nhật sáng tạo ra chữ mềm và chữ cứng. Hoặc ví dụ số 2, ano americano eiga wa nihon no shitsuwa o moto ni shite tsukurareta mono daso. Nghe nói bộ phim Mỹ đó được làm nên từ câu chuyện có thật ở Nhật Bản. Như vậy, cái câu chuyện có thật ở Nhật Bản chính là cái chất liệu, chính là cái đề tài để người ta xây dựng cái bộ phim này. Cái trường hợp này rất hay dùng với trường hợp mang tính nghệ thuật hay là mang tính sáng tạo nhé, chẳng hạn. Ví dụ tôi làm con robot này dựa trên ý tưởng của người con trai, của cậu con trai chẳng hạn đó, thì nó hay thường với dùng với ý nghĩa như vậy. Mình sáng tạo, mình phát minh, mình làm ra một thứ gì đó dựa trên ý tưởng là cái này, cái kia. Ngữ pháp số 2, nani nani ni motozuite, nani nani ni motozuite. Thì mẫu ngữ pháp này ám chỉ ý nghĩa mình làm một điều gì đó, mình thực hiện một điều gì đó dựa theo những cái dữ liệu cơ sở rõ ràng. Chúng ta chú ý nhé, dựa trên những cái dữ liệu, những cái cơ sở rõ ràng. Cái cách dùng cụ thể thường đi kèm với những từ mang ý nghĩa chuẩn mực rõ ràng, ví dụ phương pháp, dữ liệu, kế hoạch, phương châm, kết quả điều tra. Và phía sau thường là những từ ngữ thể hiện cái hành động dựa trên những cái dữ liệu đó. Khác với ố motoniste thì ố motoniste dựa trên một cái ý tưởng, một cái đề tài nào đó để mình sáng tạo ra, mình có thể thêm bớt vào để sáng tạo ra một cái mới. Thì cái ní motozuite nó nhấn mạnh đến sự chuẩn mực, mình làm một việc nào đó bám sát dựa trên đúng cái tiêu chuẩn, cái dữ liệu, cái kế hoạch như thế này. Về cách kết hợp, đứng trước ní motozuite cũng là danh từ, hoặc chúng ta có dạng nani nani ni motozuku, nani nani ni motozuita cộng với danh từ cũng là mệnh đề định ngữ bổ sung ý nghĩa cho danh từ ở phía sau. Chúng ta đến với một số ví dụ. Ví dụ đầu tiên, saishin no data ni motozuite uriage kekaku o tatetai to omoimasu. Tôi muốn lên kế hoạch bán hàng dựa trên những cái dữ liệu mới nhất đó, dựa trên dữ liệu, dựa trên pháp luật, dựa trên quy tắc quy định. Nó hay đi với những cái từ chuẩn mực như vậy. Kyō no ryūgaku setsumeikai de jissai no keiken ni motozuku ii hanashi o kiku koto ga dekita. Tại buổi thuyết trình về du học ngày hôm nay, tôi đã có thể nghe những cái câu chuyện hay dựa trên những cái kinh nghiệm thực tế của người đi trước. Ngữ pháp số 3, nani nani ni sotte, nani nani ni sotte. Sotte, chữ Hán là chữ duyên, ban đầu có ý nghĩa là bám sát, dọc theo cái gì đó. Ví dụ kawa ni sotte aruku, mình đi bộ dọc theo con sông. Nhớ nhé các bạn nhé, dọc theo con sông, dọc theo tuyến đường sắt, senro ni sotte. Dọc theo con đường này, kono michi ni sotte, cứ đi dọc, đi thẳng như vậy, cứ bám sát vào nó mà đi. Thì từ cái ý nghĩa đi dọc theo, bám sát theo như vậy, nó phái sinh ra thêm một cách sử dụng nữa, đó chính là mình thực hiện một việc mà tuân theo, mà bám sát một chương trình hay một kế hoạch nào đó, không rời, sai lệch khỏi cái tiêu chuẩn đó, mình cứ bám sát cái kế hoạch đó mà làm. Với cách dùng cụ thể, nó thường hay đi với những từ ngữ mang tính quy tắc, chuẩn mực, ví dụ như luật pháp, phương châm, quy định, chương trình, kế hoạch. Và vế sau là những câu thể hiện hành động tuân theo những cái điều như vậy. Về cách kết hợp, đứng trước ní sotte cũng là danh từ, hoặc chúng ta cũng có dạng ní sô hoặc ní sotta cộng với danh từ để bổ sung ý nghĩa cho danh từ đằng sau. Chúng ta đến với những ví dụ cụ thể. Hôm nay no undokai wa program ni sotte junchō ni susumete masu. Hội thể thao ngày hôm nay vẫn đang được diễn ra rất là thuận lợi, suôn sẻ, theo đúng kế hoạch. Kế hoạch như thế nào thì vẫn được diễn ra theo đúng như vậy, theo trình tự như vậy, bám sát vào chương trình và kế hoạch. Ví dụ tiếp theo, Shinjin no tennin tachi wa manual ni sotta yarikata de okekusama ni taiyou shiteru. Các nhân viên mới của cửa hàng thì thường đối đãi tiếp khách bằng những cái cách theo đúng như sách hướng dẫn.
manual ni sốt tạo giá đi cắt tả những cách làm phương pháp theo đúng giống hệt như sách hướng dẫn, cứ bám vào sách hướng dẫn mà làm giống hệt y như thế, không xa rời, không tách rời khỏi nó. Mẫu ngữ pháp số 4, nani nani no moto de, nani nani no moto ni. Mẫu ngữ pháp này diễn tả việc thực hiện một hành động hoặc một trạng thái nào đó chịu sự ảnh hưởng, tác động của một ai hoặc một yếu tố nào khác. Nó nhấn mạnh đến sự chịu ảnh hưởng, tác động của đối tượng khác. Về cách dùng, no moto de thường đi với những từ chỉ người là chính, mang ý nghĩa chịu sự ảnh hưởng của người đó. Vế sau là những câu thể hiện hành vi, hành động. Còn nani nani no moto ni đi với danh từ thể hiện trạng thái là chính, mang ý nghĩa là trong trạng thái, trong tình huống đó. Vế sau thường là những câu thể hiện trạng thái. Về cách kết hợp, đứng trước no moto de và no moto ni là danh từ. Ví dụ, chimu wa atarashii kantoku no moto de renshiu ni hakenderu. Đội bóng đang nỗ lực luyện tập dưới sự chỉ đạo, dưới sự dìu dắt của huấn luyện viên mới. Chúng ta phân tích câu này kỹ một chút. Vậy đội bóng đang nỗ lực luyện tập dưới sự dìu dắt, dưới sự chỉ đạo, dưới sự hướng dẫn của ai? Thì đứng trước moto de chính là cái người mà sẽ ảnh hưởng tới toàn đội bóng. Trong câu này sẽ là ông huấn luyện viên mới. Hoặc chúng ta có thể đặt rất nhiều ví dụ nhé. Từ nhỏ tôi đã lớn lên dưới sự nuôi dưỡng của bà. Đó, bà sẽ là nhân tố ảnh hưởng, tác động, nuôi dưỡng mình. Thì trong câu này chúng ta để ý, mặc dù mình dịch cụ thể đó là dưới sự chỉ đạo, dưới sự hướng dẫn, dưới sự dìu dắt, dưới sự nuôi lớn của ai đó, nhưng trong khi nói sang tiếng Nhật thì chúng ta chỉ cần đơn giản mỗi người đó cộng với no moto de thôi. Chúng ta không cần phải thêm những từ như là chỉ đạo, hướng dẫn, nuôi nấng gì cả. Chỉ cần mỗi cái người đấy thôi nha các bạn nhé. Hoặc ví dụ số 2, Koen wa kuni no hogo no moto ni kankyo ga mamorare teru. Công viên này đang được bảo vệ, giữ gìn dưới sự bảo trợ của nhà nước. Với câu này chúng ta có no moto ni thì thường sẽ không đi với những từ chỉ người mà sẽ đi với những từ chỉ trạng thái. Trong câu này đứng trước moto ni là kuni no hogo, tức là chỉ trạng thái, đó là sao đấy nhờ sự bảo vệ của nhà nước. Và chúng ta có câu công viên này được bảo vệ trong trạng thái gì? Dưới sự bảo vệ của nhà nước. Ngữ pháp số 5, nani nani muke da, nani nani muke da. Chúng ta có muke, chữ Hán là chữ hướng, hướng tới. Như vậy mình cũng sẽ ra được ý nghĩa của nó, ám chỉ một sản phẩm hay là một đồ vật nào đó được sản xuất, được làm ra để hướng đến một đối tượng nhất định. Về cách dùng cụ thể, chủ yếu đi kèm với những danh từ chỉ người. Vế sau thường là câu đi với các động từ có ý nghĩa là làm, thiết kế để dành cho cái đối tượng đó. Và cách kết hợp của nó chỉ đi với danh từ mà thôi. Ví dụ, これは理科が好きな子供向けに編集された雑誌だ。Đây là tạp chí được biên tập dành cho trẻ em yêu thích khoa học. Nếu đứng ở cuối câu thì sẽ là muke da, còn nếu đứng ở giữa câu chúng ta sẽ để ý nhá, nối vế sẽ là muke ni. Ví dụ số 2, このマンションは一人暮らしの高齢者向けに設計されています。Tòa nhà này được thiết kế dành cho người cao tuổi sống một mình. Đó, được làm, được thiết kế dành cho một đối tượng nhất định nào đó. Mừ kề.